Bản tin y tế chiều ngày 17 tháng 2 năm 2021 có 18 ca mắc mới. Bệnh nhân số 2312 đến 2329. Các ca được ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể, ca bệnh số 2312 đến 2329 là F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Trong đó có 7 ca liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, 2 ca liên quan ổ dịch phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương và 9 ca liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh. Hiện có 9 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh và 9 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.